Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 12 tháng 4 thì em về được khoảng chừng 20 than đất chống bổi ha, đồng giá là 100k một bé. Có hai than đất truyền chống đây nè, để em review nó kỹ kỹ cho mấy anh xem nè. Có hai than đất truyền chống ha. Rất đẹp ha. Thì than đất truyền chống á giá là 200k một bé nha mọi người nha. Còn than đất bổi á thì giá là 100k. Rồi than tước thì giá là 400k, chim này than tước chống. Toàn bộ là chim trống, năm thanh tước trống đều hot hết rồi ha. Rồi dưới này là chè lửa bổi đuôi ngắn. Đó, 200k một bé, đồng giá 200k một bé ha. Đầy đủ đuôi và mắt móng mỏ tay chân bảo hành tạch lỗi cho các anh. Có nghĩa là đều đầy đủ hết, không có bị thiếu mắt móng gì hết á. Đó, giá là 200k chè lửa bổi ha. Bổi trống, em gọi nó là lửa bổi trống, có nghĩa là đuôi nó dưới 18 ha. Đuôi ngắn không đo đuôi. Mấy anh có mua chè lửa bổi đừng có hỏi em đuôi dài bao nhiêu, thì cái giá nó rẻ cho nên đừng hỏi em đuôi bao nhiêu, em không có đo đuôi nha mọi người nha. Nhưng mà bảo hành cho các anh là mắt móng mỏ tay chân đuôi đều đầy đủ hết rồi. Đó thì review sơ sơ nhanh nhanh thôi, bữa nay rất là nhiều chim ha. Hôm nay là đi lấy chim mà xe về trễ cho nên là cũng hơi trễ lên clip cho anh em ha. Thì có ba chòe than trống. Đây, ba chòe than trống ha. Chim này bên Đắk Nông em nó mới gửi tối hôm qua đây. Ba bé ha, đều đồng giá là 300k một bé. Bữa nay nó rẻ rẻ ha. Đây. Đây là tổ than non ha, tổ zin ha. Đây có một than đất non trống nè. Giá là 200k luôn ha. Đây là than cây nè. Than cây tổ này có ba bé ha. Giá là 350k một bé, bán nguyên tổ không bán lẻ nha. Tổ này có 5 bé, đó tổ zin luôn, có 5 bé ha, 350k một bé. Tổ này là 350 nhân cho 5 triệu 750 ha. Còn này chỉ có 1 triệu lẻ 50 thôi. Đó, ba bé như thế này. Chim này bán nguyên tổ không bán lẻ nha mọi người nha. Rồi ok. Đó, chỉ có hai tổ thôi. Rồi bên này là Họa Mi này không có tạch lỗi gì hết. Ấy xin lỗi mọi người. Có một cái móng. Họa Mi trống ha, mùa 3. Hot rất là ok ha. Thì khách khách nhờ em bán giùm nguyên một cái combo như thế này ha. Giá là 1 triệu 1 triệu 8 thì nó có một cái móng. Nó bị một cái móng ha, có nghĩa là nó thiếu một móng. Thiếu một móng giống như là cái móng ngón út mình á, đó. Nó thiếu một móng bị gãy, nó nhảy sao bị gãy hết một cái móng ngay chỗ cái ngón út á, nói vậy cho nó dễ hiểu ha. Chim này thì rất là dạn rồi. Đó, nguyên cái combo như thế này giá là 1 triệu 8 nha mọi người nha. Đó, rất là dạn luôn nè. Cái dòng này có thể đút sâu dế cào cào ăn vô tư luôn, chim này mùa 3 rồi ha. Chim trống hot rất là ok ha. Đó, để em cần em quay cái móng cho nó mấy anh cùng xem ha. Đâu rồi, à nhảy lên đây rồi, dạng lắm nha mọi người nha. Do là em đang kê cái điện thoại vô cho nên nó hơi nhảy thôi, chứ bình thường banh áo lồng ra đút đút cho anh dế và cào cào là đứng tỉnh bơ luôn đó. Thì nguyên cái combo như thế này giá là 1 triệu 8 nha mọi người nha. Rồi bây giờ tới review chè lửa đuôi dài hôm nay là dài lắm luôn nè. Rồi mấy anh đoán thử xem đuôi nhiêu. Bé này đuôi 2205. Một bên là 2208 ha. Đó, bản đuôi rất là lớn đẹp. Tôm lụa luôn, giá 5 triệu rưỡi nha mọi người nha. Giá là 5 triệu rưỡi. Đây chuồng số 1 nè. Rồi bên này là chuồng số 2 219, nhưng mà nó bị so le ha, giá 3 triệu 2. Chứ nếu mà nó không bị so le thì giá nó cũng 4 triệu, 4 triệu hơn. Đây nè, rất đẹp, rất dạng. Đây là đuôi 219 nha. Bên là đuôi 18.2, đuôi tôm nhẹ giá là 400k, chuồng số 3 nè. 400k thôi, bữa nay về coi như là thập cẩm chim luôn. Ủa, siêu mini nè. 19 mẻ ngọn. Cái ngọn đuôi nó bị mẻ xíu ha, giá 550k. Nó không mẻ thì giá nó cũng 700k luôn, mà dáng mini rất là đẹp ha. Đây chuồng số 4 nha. 550k. Đó, rất là dạng luôn. Bên này là chuồng số 5 19 tôm nhẹ, cũng bị mẻ ngọn luôn nhưng mà bé này đẹp hơn cho nên giá là 600k ha, chuồng số 5 nè. Đó, đang đứng ăn sâu. Đang đứng ăn sâu. Cái này nó hơn 19 nha mọi người nha, chứ không phải là 19 nha, cho nên cái giá nó sẽ cao hơn cái bé bên này ha. Bé này đúng 19 nhưng mà bị mẻ ngọn. Ủa, cái cánh nó trắng trắng mọi người. Cánh nó trắng trắng à. Cái anh cũng biết rồi ha. Thì chòe lửa mà ở bên Nam Cát Tiên là thường nó sẽ có hai dòng chòe lửa, một chòe lửa nó đen thui, một chè lửa nó cứ xám xám bạc bạc á. Đó, thì cái dòng này là nó bạc bạc chứ không phải là lông trắng luôn nha.
Đây là chuồng số 6, 18 nhưng mà thiếu xíu ha, gọi là 10 17 9 đi cho nó tiện ha. Giá chỉ có 350k thôi. Đây. Giá là 350k chuồng số 6 nha. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho anh em. Rồi bên này là chuồng số 7. Chuồng số 7 là đuôi 18.7, giá là 450k nha, chuồng số 7 nè. Ok anh thấy ha, những cái dòng chòi lửa này á, cái lông cánh nó cứ bạc 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 giống như là lông trắng vậy á. Nhưng mà nó wow hot luôn mày. Hot luôn mấy má ơi. Wow. Wow wow muốn hot luôn. Đây là chuồng số 7 nha. Rồi qua bên này, chuồng số 8 18.8, giá là 450k. Bé này đói sâu nè. 18.8 nha. Giá là 450k. Chuồng số 8. Bên này đẹp lắm nè. Chuồng số 9 18.5, 450k đó, đuôi tôm luôn. Đang đứng tạch 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 rất là ok luôn nè. Đấy. Tạch rất là ok luôn ha. Đây chuồng số 9 nha. Rồi qua bên này chuồng số 10, đuôi dài ha, đuôi 2008. Siêu siêu xẻ luôn, giá có 1,6 triệu à mọi người. À, giá như thêm được 2 ly nữa là 21 là 2,4 triệu rồi. Đây, rất đẹp luôn nè. Nhỏ xíu rồi nha. Nhỏ hơn chim sẻ nữa. Rất là nhỏ. Đó, nhỏ con lắm. Chuồng số 10 nha. Chuồng số 10 là 1,6 triệu nha mọi người nha. Đuôi tôm, dáng phải nói là siêu mini. Rồi bên này là đuôi 22.2 nhưng mà nó bị so le ha. Giá là 3,4 triệu. Đó, giá mềm lắm. Chứ nó không so le nó tới 4,4 triệu, 4,6 triệu luôn mọi người. Đấy, do là bị so le ha. Đuôi 22.2 mà bị so le, giá là 3,4 triệu nha. Đó, đây là chuồng số 11. Bên này chuồng số 12 nè, đuôi 20.7, giá là 1,6 triệu nha. Đây, đang nằm núp ăn sâu nè. Đang nằm núp ăn sâu rồi. Rồi đó, bữa nay là chỉ có 12 chòi lửa chống đuôi dài. 12 chòi lửa chống đuôi dài, 5 thanh tước. 10 chòi lửa bổi đuôi ngắn và 3 chòi than và 2 tổ than non, 1 than đất non và 20 than đất bổi và 2 than đất truyền ha. Rồi ok mọi người thì wow wow lửa bổi ra học hot luôn mọi người ơi. Để em xem bé nào đây. Wow. Đây 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 đây. Đây. Số 6 nè mọi người. Hot luôn nha. Ồ đuôi nó bị mẻ hết bên rồi. Nhưng mà không sao ha. Nuôi lông rất là ok. Rồi cái event hôm nay dành cho cái người may mắn, gọi là cái mini game đi ha. Chứ event thì nó hơi ngộ ngộ ha. Mình nói cái mini game dành cho người may mắn. Thì hôm nay tiếp tục cái event thì anh em chọn giúp em ba cái số ngẫu nhiên của xổ số đài chính giải đặc biệt ha. Chiều nay thì chút xíu nữa cái đài chính em xem cái đài nào thì em sẽ ghim trong cái phần bình luận ha. Thì anh em chọn giúp em ba cái số ngẫu nhiên của đài của cái giải đặc biệt chiều nay. Đó thì anh em nào mà muốn nuôi hai chòi lửa đuôi ngắn thì cứ bình luận là hai lửa đuôi ngắn rồi ba cái số mà các anh chọn ngẫu nhiên ha. Rồi bốn cái số đuôi điện thoại của các anh. Nhưng mà các anh nên nhớ giúp em á là cái ba cái số mà các anh chọn và bốn cái số đuôi điện thoại của các anh thì các anh làm một cái cách nào đó để cho em có thể phân biệt được ha. Rồi đó, đó là cái mini game ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa là chòi lửa đuôi 18. Anh em thích đuôi 18 thì cứ bình luận 18. Anh em thích chòi đất thì em sẽ tặng cho các anh 5 chòi đất bổi trống nha. 5 chòi đất bổi trống. Còn nếu mà thích chòi than thì em sẽ tặng 2 chòi than trống. Đó, thì cái mini game là như vậy ha. Còn anh em nào thích than tước thì cứ bình luận than tước vô. Đó, thì hôm nay là có 1, 2, 3, 4, coi như là 5 cái option cho anh em chọn nha. Cái thứ nhất là 2 chòi lửa bổi đuôi ngắn nè. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là than tước nè, cái thứ ba là chòi than, cái thứ tư là than đất và cái thứ năm là chòi lửa đuôi 18. Đó, đều là cái mini game dành cho cái người may mắn. Thì anh em nào mà có trúng giải, nếu mà có trúng giải thì nhớ nhắn dùm em cái địa chỉ ha. Cái thứ nhất là để em xác nhận bốn cái số đuôi của các anh và cái thứ hai nữa là em có thể đặt các cái hãng xe ôm công nghệ giao cho các anh và cái thứ ba nữa là mấy anh chịu khó thanh toán tiền xe lại giúp em nha. Tiền chim là miễn phí. Đó. Rồi bye bye và kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là gặp được nhiều sự may mắn trong một cái ngày mới. Bye bye và xin chào. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.
trong cái video tiếp theo vào ngày mai. À quên, em có than máy nữa nè, quên than máy mồi em đang để ở trong này nè, các anh đợi em chút xíu ha. Có than máy mồi này thì anh em để lụp nó hơi bị tưa cái đuôi phía sau ha, nhưng mà phải nói là hot head vụ chống phải nói là rất là tốt ha, không có tạch lỗi gì hết, chỉ có một cái lỗi là do để lụp thì nó hơi tưa cái ngọn đuôi thôi. Đây đây đây, rồi em sẽ review ha. Thì cái này là anh em thợ nhờ em bán giùm nha, chứ không phải là chim này em nuôi hay là cái gì hết đó. Thì ở đây là chỉ có chim không lồng nha. Thì than máy mồi này nè, không có tạch lỗi bất cứ một cái gì hết, chỉ có cái là nó hơi tưa cái ngọn đuôi phía sau do là để lụp ha. Thì cái giá của nó là 1,1 triệu nha mọi người nha. Đó, mắt móng mỏ tay chân đều rất là ok luôn, giá là 1,1 triệu. Đó, bị hơi tưa cái đuôi nè, đó các anh thấy ha, hơi tưa cái đuôi ha. Chim này thì anh cám phải nói là rất là ok luôn. Đó, huyết chẹp rồi hót các kiểu con đà điểu luôn, rất là ok, rất là dạn ha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.